có thịt ăn thịt, có mắm muối ăn muối gì đó. Vô nhập học thì tiền là đương nhiên là nhìn thấy thiếu trước cục sau rồi. 7 người mà trong cái không gian nó rất là nhỏ như vậy luôn. Vậy sao là chị bị xe đụng chứ mới không làm được nữa. Trong mặt chị có cây dây nóc trong mặt á. Mong em sẽ ra trường nhanh mà kiếm việc làm cho dì bớt một phần gánh nặng. Ai muốn em không? Nem đây, nem đây. Giờ mua cái nem đi mới cho xin chữ ký. Ở kia mua nem nữa mày. Có 40 ngàn một bằng nem thôi. Mua hết mấy đứa. Mua hết. Dạ, chỉ em sang sản từ đầu chợ đến cuối chợ luôn. Trời đất ơi, chương trình ta có khăn vàng đâu đựng trời. Mình cùng nhau đi muôn nơi và trao đi biết bao điều thật tuyệt vời. Chút đi may mắn để nhận lời nụ cười và rồi nhận ra ở kia ngày may mắn ghé qua. Quỳnh Lập xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Và ngày hôm nay Quỳnh Lập rất vinh dự khi được kết hợp với chương trình Ngày May Mắn để tiếp tục lan tỏa những thông điệp đầy giá trị nhân văn. Và chương trình Ngày May Mắn được Thi Production phối hợp cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 sáng thứ sáu trên kênh HTV7. Có thể mọi người thấy đây là một cái không gian khá là hẹp, và những cái căn nhà nhỏ nhỏ ở đây là những căn nhà của những cô chú, những anh chị lao động nên là khá là ẩm thấp. Hình như là mới sáng nay mới mưa hay sao đó, cho nên là đường nó rất là ngập, di chuyển rất là khó khăn, và những cái căn nhà nó sát với nhau như vậy. Và Lập nghĩ rằng là chương trình đã tìm đến một cái không gian phù hợp với lại tiêu chí của chương trình. Lập được bạn bè giới thiệu, chương trình sẽ tìm đến một gia đình mà được nói rằng là thực sự là kém may mắn, để mà chúng ta có thể lan tỏa những cái thông điệp tích cực, giúp đỡ gia đình này có một ngày thực sự ý nghĩa và hạnh phúc. Và bây giờ Lập sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người chị Phương Thanh. Chị Phương Thanh này là cán bộ trong cái việc giảm nghèo của phường 5, quận Gò Vấp. Dạ, chào chị. Chào anh Lập. Dạ, chị chào em lâu à. Chị cũng mới vô em tới đây nha. Ngày hôm nay là mình sẽ tìm đến gia đình của chị Hồng đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Một cái trường hợp rất đặc biệt trên địa bàn phường 5 Gò Vấp luôn. Dạ. Thì hoàn cảnh của chị Ánh Hồng là như thế này nè. Suốt 10 năm nay, trên đôi vai người phụ nữ này là gánh nặng gia đình trong một căn nhà không có đàn ông. Thời điểm người em gái của chị qua đời đột ngột vì bệnh, người em rể bỏ nhà ra đi, chị Ánh Hồng đơn thân nuôi con, nay lại phải cưu mang thêm 4 đứa cháu ruột. Từ đó, căn nhà nhỏ xíu nóng hầm hập này chỉ còn lại mình chị Hồng chèo chống bữa đói bữa no cho gia đình 7 miệng ăn. Một ngày chị phải làm việc từ sáng đến tối mịt, đồng ra đồng vô cũng chỉ đủ để gia đình lay lắt qua ngày. Những lúc thiếu hụt, bữa cơm 7 người chỉ là một đĩa toàn đậu hũ trứng dập suốt tuần dài. Nghề nghiệp chị thì làm nem, thì cuộc sống thì nó cũng thiếu trước cuộc sau. Thì bữa có thịt ăn thịt, có mắm muối ăn muối gì đó. Vô nhập học thì tiền là đương nhiên là nhìn thấy thiếu trước cuộc sau rồi, thì phải chạy đầu này mượn đồ kia mới mua được cho các em nó đi học. Tôi thấy mình thiếu nhiều quá, tao không cho mình mượn nữa. Gia đình túng thiếu, nợ nần đến mức người ta chẳng còn dám cho vay. Nhưng chị Hồng chưa một lần nghĩ đến việc để con, để cháu mình phải lặn lội mưu sinh vì đồng tiền. Bởi các em đã phải chịu cảnh mồ côi từ nhỏ, chị không thể đành lòng buông rơi các em thêm một lần nữa. Tình cảm yêu thương trong gia đình nhỏ mỗi tối là động lực xua tan đi mệt mỏi của chị từng ngày. Thì mình thấy em mình chết rồi, mẹ mình cũng không lúc nói cho, cô như vậy thì mẹ mình không cho. Thì em thấy mẹ mình cũng gồng gánh là mình cũng phụ mình nuôi luôn. Tới bây giờ cảm em dành cái gì rất là sâu sắc, tại vì chị đã cực khổ cộng lưng nuôi em từ nhỏ đến giờ. Em mong em sẽ ra trường nhanh và kiếm việc làm để nuôi gì để cho dì bớt một phần gánh nặng. Cũng tới lúc mình cũng phải nghĩ, mình cũng nhiều lúc mình cũng suy nghĩ sao cuộc sống mình khổ đó, nhưng mình nghĩ thôi kệ, mình cũng dám gồng gánh nuôi tụi tới lớn là được. Tụi sắp học ra rồi, cuộc sống thì nhà đó chị nuôi 4 đứa này nè, thì tụi nó cũng quấn quýt, cũng thương mình cũng thương tụi nó như con vậy đó. Giờ mình chỉ mong làm sao mình có tiền đó, là mình trang trải và mình lo cho tụi nó học hành tới nơi, là mình mừng cái đó đó. Dù hiện tại các em cũng đã lớn, nhưng sự vất vả lao tâm về tương lai trong tâm trí chị Hồng vẫn chẳng hề vơi đi.
căn nhà nhỏ của gia đình sẽ đến ngày bị giải tỏa vì các dự án công cộng, gánh nặng tiền bạc, nợ nần, rồi cả chuyện học, chuyện làm của các em còn chưa ổn định, thì khó khăn vẫn sẽ nối đuôi nhau mà đeo bám không chỉ riêng chị Hồng, mà cả năm đứa trẻ trong căn nhà này mãi mãi về sau. Quan sát em sẽ thấy là chị là một con người cực kỳ phi thường và cực kỳ có nghị lực luôn. Một mình nuôi các con, càng các cháu luôn với một người mẹ già nữa. Nhưng mà chưa bao giờ mà chị không có tinh thần, lúc nào tinh thần chị cũng rất là tốt. Chưa bao giờ cho các em nghỉ học. Nói chung là rất là đáng được thăm hỏi. Đúng rồi, chị cũng mong là chương trình này khi mà quay xong á thì cũng sẽ tạo một cái cơ hội gì đó để cho mọi người giúp đỡ gia đình của chị Hồng, cũng như là mở ra một cái tương lai tươi sáng hơn cho các em, các con, các cháu của chị. Bây giờ mình vô nhà ha. Ok. Chị Hồng ơi. Dạ em chào chị. Em chào chị. Ngày hôm nay chương trình ngày may mắn đến thăm nhà. Dạ. À, bây giờ em mời em vô nhà. Dạ. Em cảm ơn. Em đi khum nha, để đụng á. Dạ không, em luôn lắm chị, yên tâm. Em không cần phải khum dùng đẩy. Dạ chị Hồng ơi, hôm nay có em Huỳnh Lập tới thăm gia đình của mình. Thì có gì em Lập ở lại đây với chị, em xin phép có việc ở cơ quan em phải về. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ, em chào chị. Dạ em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ cho em xin phép chị cho em cũng như là chương trình ngày may mắn được đi tham quan nhà của mình ạ. Rồi em đi. Dạ. Dạ. Dạ bác yên tâm, con chiều cao con cũng hạn chế lắm. Không sao cả. Dạ chị vậy đó. Dạ. Đây là cái phòng vừa là bếp và đây vừa là vệ sinh luôn. Dạ. Chuẩn bị ở đây ta là cầu là mình mắc khúc này. Dạ. Cho mình cũng tắm rửa vệ sinh này trong cái kia. Ở đây nhà mình là tổng cộng bao nhiêu người chị hả? Dạ, đây là 7 người. 7 người. 2 người lớn, 1 5 đứa nhỏ còn đi học. 7 người mà trong cái không gian nó rất là nhỏ như vậy luôn. Thì mỗi lần mình sinh hoạt, mình nấu nướng này nọ sẽ rất là bất tiện luôn á chị. Đúng rồi. Ở đây là phòng, cái căn phòng nhỏ này. Nhỏ là tối là ngủ hết 7 người không. Hết. Ở ngoài kia là 4 người, dạ. Cái này là 3. Dạ. Trong nhà em quan sát thì trong nhà mình hình như là không có người đàn ông nào cả. Thì không biết là gia đình mình, không biết là chồng chị như thế nào ạ? Trong ngày xưa là nói chung là hai người quen nhau xong rồi không vừa ý, cũng ở nhau mà không vừa ý nữa. Là mất tích luôn. Thì cắn bầu là không còn, không quan lại nữa. Thì là lúc mà chị mang bầu là, mang bầu đứa con ruột của mình là coi như là anh cũng bỏ đi luôn. Đó là nhưng mà quen sống chung thì không vừa ý, mất luôn là không, thì không liên lạc luôn đó. Tới bây giờ là không biết mặt mũi, không biết còn sống hay chết, không liên lạc, không còn lại nữa. Trong cái khoảng thời gian đó là mình đang có một người đàn ông để mình có thể cùng nhau nương tựa, thì anh ấy bỏ đi như vậy thì mình sẽ đối mặt đến cái biến cố nó như thế nào? Cái đó là mình cũng không biết là mình có thai nữa. Đó, xong mình ấy lúc mà phát ra là thai lớn rồi, để lúc đó là chấm cái thời gian đó là đẻ ra cực khổ, là phải chấm cái cườm, chấm cái hộp cườm mà đính áo đó. Đó. Đóng học phí, ví dụ mình học đó, đóng học phí thì mình để mượn, xong mình làm có thì trả lại cho mình ấy. Trong cái khoảng thời gian mà biến cố trong cái gia đình của mình xảy ra thì lúc đó là cũng còn trẻ. Thì chị đã phải trải qua cái cú sốc đó như thế nào và sẽ phải tính toán như thế nào để mà mình nuôi hết tất cả những người con của em mình? Thì cái đó mình cũng bị sốc, nhưng mà thời gian mình sốc xong mình suy nghĩ thôi, giờ không còn cái gì nữa, cũng vậy thôi, cháu mình thì mình cứ qua. Lúc đó mình làm 3 suất luôn ạ. 3 suất? 7 giờ sáng. 7 giờ sáng. Mình đi làm phụ ta. Tới 9 giờ thì mình giờ đang được ăn. Công việc nhà tới 1 giờ mình phụ chỗ khác, tới 5 giờ chiều mình về mình phụ nữa.
Vậy là coi như là cái khoảng thời gian đó là mình làm được hết tất cả những gì là mình có thể làm. Còn miễn cái gì mà có thể có được một cái nguồn kinh tế cho gia đình là mình làm hết. Đúng không ạ? Có thể em cảm nhận được cái sự hy sinh của chị rất là nhiều với một gia đình rất là nhiều đứa nhỏ. Thì lúc đó là các bé còn nhỏ lắm, mà khoảng thời gian mà các bé còn nhỏ như vậy mình tốn rất là nhiều tiền. Mỗi một bạn đi học như vậy là chị không cho bạn nào nghỉ luôn, vẫn học cho tới bây giờ. Chị có thể thấy rằng là cái sự cố gắng của chị rất là to lớn và sự hy sinh của chị rất là nhiều với gia đình này. Là giống như chị chia sẻ là chị làm 3 suất một ngày. Lúc đó chị làm sao, lúc mà nãy là chị làm 3 suất, vậy sao rồi chị bị xe đụng chứ mới không làm được nữa. Chị xe đụng nữa. Trong mặt chị có cơ, mấy cây dây nóc trong mặt á, không có lấy ra. Sao mình bị xe đụng như chị? Mình bên đây mình ăn hủ tiếu, thì bên đây mình đi về thì đương nhiên có con qua con thịt lươn. Thì mà không biết từ xe sao chứ nó lại đưa lên, nó đụng mình. Là trong thời gian thì bây giờ là 2017, thế này là 3 năm rồi. Trời ơi, giờ bà ở nhà nè, người ta chạy về nói bà chết rồi. Cái bà nói ai chết, tụi mấy đứa nhỏ thì nó lăn xăng nó ra đường. Cái nói trời ơi, con gái bà kìa, bà da mà con nó chết rồi. Trời ơi, hồn vía lên mây không biết làm sao. Cái chạy ra mà người ta chở nó đi mất rồi. Cái chạy về hỏi công an nó con cũng không biết đưa đi đâu. Cái xong ai đâu nhờ đi, có thằng cháu á, nó biết bà con, nó chạy theo. Cái nó mới điện về nói đây là hiện tại giờ chị đang ở trong 175 nè. Cái gì hồi nãy ra rồi tại sao không có mà giờ lại có. Nó nói hồi nãy là bị kẹt xe, trời vô thấy chị nằm chờ ngay luôn máu. Lúc đó là bà có nhận ra được chị không? Thì đi vô á là mình cũng rung mà dáng đi kiếm họ người ta, để người ta chạy vô. Trời nó nằm ngay máu me vô vậy nè, vô nước rồi đó. Trời lúc đó đầu một mình chị nằm đó nhà lo, 5 đứa. Cũng mừng là mình đó, cũng cái mặt chị giờ cái thẹo dài xuống đây nè đó. Chân tại bây giờ là trên mặt của chị là có ốc, inox ở trong người. Trong đó đó. Nhưng mà mình đã điều trị triệt để về cái vấn đề này chưa ạ? Nhưng là cái này là chưa có gỡ ra nè. Người ta nhưng mà mình phải gỡ ra chứ hả, đúng không ạ? Tại lý do thứ nhất là mình không tiền. Thứ hai, nếu mình quay ra mình gỡ thì cái mặt mình nó ghê lắm. Nó đã, bác sĩ đã báo là nó sẽ bị như là biến chứng, nó không có còn nguyên vẹn, nó thụt vô thẳng một bên luôn. Cái phần của mình nó hớp vô sâu lắm. À, có nghĩa là mình đã bị vỡ cái phần xương đúng rồi. Rồi mình lấy cái vật nóc đó mình thay phần đúng xương rồi, đó. Nó bỡ lên. Mình cứ để trong đó rồi khoảng thời gian mà chị để cái những cái nóc nó lên trên mặt của chị là chị có bị cái gì không? Thì nhiều khi nó cũng nhức đầu. Đầu đồ như thế này mình, cái này nó không được tự nhiên. Như cái này mình gãy nè, nhưng mà đụng như nó cái đầu mình nó tăng lúc này nè. Đầu óc mình không được mình bận như hồi xưa nữa. Như vậy không có được nhanh nhẹ như hồi xưa. Như vậy á, nhiều khi luôn mình muốn làm không nghĩ. Cái khoảng thời gian mà mình gặp tai nạn á chị, thì chị đã phải suy nghĩ như thế nào khi mà cuộc sống của gia đình mình đã khó khăn rồi giờ lại càng khó khăn hơn? Đó mà suy nghĩ đó mẹ, sao rồi? Con mà chết không biết làm sao không? Cũng hên là con còn sống. Trong cái vấn đề mà bị tai nạn giao thông mà bị ảnh hưởng đến gương mặt đó thì em cũng đồng cảm, cũng chia sẻ được với chị là vì trước đây em cũng bị xe tải đụng, cho nên là bản thân em cũng rất là hiểu cái cảm giác đó, cái cảm giác mà mình nằm ở trên bệnh viện, mà nằm ở xe lăn, cố gắng mình phải vực dậy cái tinh thần của mình, là bởi vì nếu như không phải là mình cố gắng thì không ai cố gắng cho mình nữa cả. Cho nên là em rất là chia sẻ và đồng cảm với chị cái khoảng thời gian khó khăn. Từ những biến cố này tới những biến cố kia, là cứ mỗi lần như vậy là cái kinh tế gia đình của mình lại càng sa sút. Thì em nghe chị chia sẻ là chị và bác cũng đã phải mượn đầu này mượn đầu kia để mà mình có thể vượt qua những khoảng thời gian đó. Thì tới bây giờ là những khoản nợ đó mình đã giải quyết được xong chưa? Chưa. Thì vui chút vậy là tới ngày phải đóng tiền học. Cấp 1 á là không tốn tiền. Dạ. Và từ cấp 2 trở lên là tốn tiền. Cấp 2, 4 đứa đi học cấp 2 là thời gian đóng cứ đứa 400. Dạ. Và ngày đi chợ búa nè, ăn đồ. Đó, nhiều khi mà, thí dụ mà thì tối có làm thêm á thì là mình dư ra mình để đóng tiền học, rồi mà mình có dư nữa thì mình trả cho người ta được 100 nào đỡ trong đó thôi. Cái còn cái nợ đó thì vẫn còn, tới bây giờ vẫn là còn nợ. Giờ mình mượn đâu có được nữa. Ừ. Tới lúc rồi nhiều quá, ta ngưng, ta đâu cho mượn, phải là cái chỗ mình mượn không phải là một người.
Vượng rải ra mà chị Vượng em à. Mai mọi người kia dạ. Đó em thật sự rất là nể phục chị luôn, một người phụ nữ trong một cái tình hình nhỏ bé như vậy, một cái tinh thần rất là to lớn để mà có thể vượt qua cái khó khăn đó. Dù cái cuộc sống của mình khó khăn như thế nào nhưng mà vẫn không để cho bất kỳ đứa nhỏ nào trong nhà của mình phải học xa suốt hết. Nói chung nó học lớp 12 nhưng mà nó không phải là học chính thức lớp 12, nó vừa học nghề vừa học văn hóa luôn. Là đi đâu là nó khi nó ra là nó có việc làm luôn. Hoặc là như vậy. Thì bây giờ để nhắc các em thì em cũng muốn mời các em ra hay các em đắp đó trong nhà nãy giờ. Mấy đứa ra đây nè, mấy chú hỏi nè con. Ra đây nè con. Anh hai ngồi nói chuyện. Thì bạn nào là con ruột của chị? Nhỏ đây bạn đấy. Trời ơi bây giờ mấy đứa nhỏ nó bằng em luôn á chị. Em kêu mấy đứa nhỏ, giờ đây em cũng nhỏ như mấy đứa. Rất là lớn. Có thể là em nói thật với chị là bản thân chị tuy là gia đình mình khó khăn nhưng mình nuôi rất là mát tay á. Mấy bé mới học với lớp nhỏ nhất là lớp mấy chị? Lớp 4 à. Lớp 4. À. Con lớp 4. Dạ. Mà con bằng chú luôn rồi. Còn đây là học lớp 12 thì rất là nhìn rất là trưởng thành, ra dáng của một người đàn ông. Thì bản thân chị bây giờ ngồi ở đây cùng với tất cả những thành viên trong gia đình thì chị có mong muốn gì cho bản thân mình không? Bản thân mình thôi. Mình muốn mơ ước nhưng mà cái đó không người ta được. Bản thân con thì con ước mơ gì cho mẹ, cho bà, cho gia đình này? Mời mẹ sống lâu trăm tuổi. Nói chung là đối với tất cả những người con, người cháu ở trong nhà thì đã hiểu gia đình của mình như thế nào rồi. Và cái tinh thần của các bé cũng cực kỳ tích cực và lạc quan, luôn học giỏi để mà có thể mình vươn đến một cái tương lai tươi sáng hơn. Chúc cho gia đình của mình sau khi tham gia chương trình này sẽ được chương trình này sẽ là cầu nối để cho tất cả những khán giả đến với gia đình của mình để có thể hỗ trợ gia đình của mình một phần để mà tương lai sắp tới sẽ ngày càng sáng lạng hơn, phát triển hơn và cái niềm tin hy vọng của mình ngày càng nó cháy bỏng hơn nữa để mình có thể thoát ra được những cái khoảng thời gian khó khăn này. Ngày hôm nay chương trình Ngày May Mắn tới đây và em là Quỳnh Lập sẽ giúp cho gia đình của mình có một ngày không còn khổ nữa, một ngày không còn phải lo toan một cái gì nữa, mọi thứ để em lo ha. Con quay ngược rồi con gái. Ở đây có bán nem chua mua ngay để đón ngày may mắn nè. Nghe là thấy may mắn rồi. Và xin giới thiệu với tất cả mọi người, bốn anh em của chúng tôi ngày hôm nay đang cầm những cái mâm và trên đây có những cái nem mà chị Ánh Hồng đã gói. Bây giờ bốn anh em mình sẽ phải đi khắp cái chợ này để bán những cái nem này nha. Sẵn sàng chưa? Hôm nay là bốn anh em tụi em ra chợ đây bán nem. Bán nem cho mẹ ở nhà mẹ gói nem. Ngày hôm nay bốn anh em tụi em bán nem cho mẹ ở nhà gói nem. Dạ. Bây giờ mình bán sao mấy đứa? Dạ 40 ba cái này. Ba cái này 40, một gói vậy 40. Dạ. Dạ con Quỳnh Lập. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con đã học hơn lớp đại học rồi. Con mấy tuổi rồi? Bây giờ con học lớp lang. Dạ. Dạ con 28 tuổi. 8 tuổi sao con nhỏ? Dạ, nói chung là nhìn con là bằng mấy bé này nè, đang lớp 4, đang lớp 6. Dạ, con xin gửi bà, dạ, gửi bác. 40 con, đây quên con. Dạ. Tranh thủ liền mấy đứa, mời bà mua luôn. Dạ, con cảm ơn ai cô rất nhiều. Mua hết luôn, mấy đứa, mua hết. Đây, dạ. 40.000 một cục như vậy là có 3 chiếc nem. Con thấy dạ. Quậy bán cái số mà quậy đi mua cho con 3 cái. Trời ơi, con thương ngoại quá, con cảm ơn ngoại. Bán cho chùa. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Lạc ơi, Lạc con đi. Dạ. Bây giờ con mua rồi, bây giờ con tặng 100.000 cho chương trình may mắn. Trời đất ơi, dạ con cảm ơn cô. Dạ con đại diện cho bên chương trình nhận cái tấm lòng của cô và con sẽ gửi số tiền này là cho gia đình của các em. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã ủng hộ 100.000 cho các bé, cho gia đình của mình. Ai mua nem không? Nem đây.
hô lên đi mấy đứa, mấy kia mình được làm loạn trong chợ đúng không? Bình thường mà trong chợ mình lan gì là ta bị ta đánh đó, nhưng mà ở đây chương trình bảo kê hết. Nem đây, nem đây, ai mua nem không? Dạ dạ, mua mua ủng hộ cho bé gái nè, một một phần như vậy là 40.000 ạ. Cho mua không chưa? À, đưa đây ủng hộ kìa, ủng hộ kìa, mới kêu cô ủng hộ kìa. Gia đình nhỏ của tụi em với mấy đứa nhỏ. Dạ, một phần vậy là 40.000. Dạ, lấy một phần, lấy một phần đi em. Dạ, chương trình Ngày May Mắn xin gửi lời cảm ơn đến anh nha. Dạ, dạ, em sẽ tiếp tục sản xuất chương trình đó. Cảm ơn anh. Dạ, con đang bắn nem. Bắn nem lấy số tiền này con trong chương trình Ngày May Mắn để ủng hộ những gia đình khó khăn đó cô. Dạ. Bán nem, dạ. Dạ 40.000. Lời trả 50.000 được không? Dạ được luôn. Cái phần dư đó em sẽ đưa về gia đình của các em hết. Lời trả 50.000 luôn. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Vậy là được 101 rồi nha. Anh sao anh? Dạ, một phần vậy là 40.000. À, Quỳnh Lập. Dạ. Em chờ anh nãy giờ. Trời ơi, là biết luôn hả? Ngay đầu ngõ là biết liền luôn hả? Ôi, chị đang có bầu. Dạ, em chúc chị sắp tới là mẹ tròn con vuông nha. Chờ con miếng hàng kênh nhập. Dạ, dạ con bên chương trình Ngày May Mắn ngày hôm nay con hỗ trợ các em bán nem để mà mang số tiền này về cho con được. À, là cô ủng hộ 100.000. Dạ, dạ cảm ơn cô nhiều. Cô gửi cho gia đình mình 100.000 đó mấy đứa. Dạ, con cảm ơn cô. À, mấy cô mấy chú mấy dì ở trong chợ này dễ thương quá. Dạ, tiếng em sang sảng từ đầu chợ đến cuối chợ luôn. Còn bao nhiêu phần, còn bao nhiêu phần nem? Dạ, còn... hai phần. Dạ, còn 4 phần nem ạ. Mấy anh nói chuyện với con, mấy báo cho em mua nem ủng hộ cho chương trình Ngày May Mắn ngày hôm nay, mang những điều may mắn và tốt đẹp đến cho gia đình khó khăn nè. Em hơi ồn mà, nhưng mà nhờ ồn như vậy có... xin chữ ký mày kìa. Vậy hả? Ừ. Giờ mua cái nem đi mới cho xin chữ ký. Ừ, không mua nem nữa mày. Có 40.000 một quần nem thôi. Một cục như vậy 40.000. Đổi đồ đi, đổi đồ hả? Mày vừa đổi mấy cái này làm cái gì? Đổi vậy à, đừng vàng. Trời đất ơi, chương trình ta có khăn vàng đâu đựng trời. Đổi đồ mua về. Là mua. Dạ 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 dạ, đó có bé gái. Còn 60. Giờ mua trước đi rồi tính sau nha. Nè, đó, rồi. Đổi gì? Rồi đâu còn gì đâu nữa, đổi hết rồi. Giống quỷ quá à. Đó. Cháu, cái này bán đâu có đổi. Giờ đổi cái mâm nè, cho không? Đổi cái mâm. Để lên rất đẹp luôn. Đó. Để đẹp dễ sợ. Chỉ lên đâu? Chỉ lên cái mâm đúng không? Chỉ này là mốt chèm đây nha. Đúng rồi. Và thương hiệu của mình, mấy cái chung mình là thương hiệu gì, tên gì? Thủy Tinh là được rồi. Tên Cường đi. Cường Thủy Tinh. Trời, nghe dễ bở ghê. Đàn ông con trai mà đặt cái tên thương hiệu Cường Thủy Tinh. À, Thủy Tinh Cường Lực đó ha. Ờ, cũng được. Huỳnh Lập Thương Tặng Cường Thủy Tinh. Ý, trời đất ơi, 4 anh em mình đã bán được xong hết tất cả các nem rồi. Yeah, đi về thôi, về. Dạ, cảm ơn các bác, cảm ơn anh chị em, cô chú trong chợ, tiểu thương của mình. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Muốn có làm cái cầu lịch, nó gạch cho mình mất nè. Mất cái phần này nè, nó nằm dưới chân cầu. Cái phần xui nhất là mình sẽ mất nhà. Nhà thì mình phải đi mướn phòng trọ rồi. Sao mà con khóc? Em sẽ ước mơ gì? Để cho gia đình em tốt hơn. Không phải khó khăn như vậy nữa. Ăn nha, ăn thoải mái tự nhiên, không có gì phải ngại hết.